đang nghĩ lại phải cắt tiếp. Anh phải liều ăn nhiều thôi. Nếu mà cắt ở góc đấy thì nó sẽ giật lên như thế. Giật lên xong nó không đẹp đấy nhá. Đấy, dẻo lắm. Mọi người comment ý tưởng của mọi người để mình học hỏi nhá. Cắt 100.000. Chúng ta cắt thì nên là cắt dài ra một tí để sau này nó thành một cục cho nó đẹp. Ra như thế này xong lại giật xuống này. Cái này là quá đẹp. Đúng không? Tuyệt vời.
các bạn xem video nhá. Nhớ ấn kênh ủng hộ mình nhá. Đầy hoa quả này, hoa này. Hoa này.